Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Minh em ơi. Và Duy Khải xin kính chúc em buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở lần này thì Khải sẽ tiếp tục xem bài boss cho anh em xem nha em ơi. Và hôm trước thì Khải có mua gần 30 con anh em. Mà nó hết hàng mất 4-5 con rồi. Nhưng hết hàng tính không lầm, hết hàng còn 7 con. Là âm hết mất cha 1.600.000 quên, 1.600.000 xu nè em ơi. Và ngày hôm nay thì đỡ tránh tình trạng hết hàng thì bây giờ Khải sẽ quất luôn em ơi, đỡ hết hàng phí nè em ơi. Còn lại còn vài cái nữa hết hàng uổng quá, như mấy cái ngày 2 này nữa. Đó, hôm nay ngày 2 rồi tranh thủ đánh, không đánh không kịp nữa mà. Khả định là đợi ở trên live cho anh em xem luôn, mà hiện tại thì thiệt sự là không đánh thì hết hàng nữa. Nên là thôi. Lần này thì bắt 46 sang mày bắt xanh đó thì ok, khả cho tháng anh em xem, và cũng như là không xem trên live thì anh em có thể xem video này nha mọi. Và anh em xem video đừng quên để làm like, chia sẻ, ủng hộ cho đây. Và bây giờ Khải sẽ butter hết những ạc này rồi đánh cho anh em xem. Nói chung là vô butter hết cho nó búp bùa, búp mè nè, búp máu các kiểu này đó. Rồi, butter thì yên vô. Hiện tại thì ngày hôm nay Khải lên được xếp mình bánh 11 nha nè. Xếp mình bánh 11, mà còn đâu được bùa vô chưa vô. Xếp mình bánh 11 nha nè, đây cho anh em cùng xem sơ quét trên bánh của Khải nè. Khải cũng hay làm video cho anh em xem á. Đây nè, di chuyển bánh 6, nhắn bánh 5. Rồi còn là hai cái dưới này thì Khải chưa mượn được nên thôi đánh đại thì được hết giờ nè mà. Rồi, một cái đao tóc độc sắc. Rồi, xếp bánh 11 thôi. Và bên trên thì chuẩn bị quá tự các kiểu là điểu rồi. May mắn cái này là con nhặt đồ á. Nên là Khải cắn mấy cái này được rồi nè mà. Còn như bên kia con đam á. Con đam thì Khải có cắn cái hoa màu đỏ nữa. Thì cái đó là nó cho cả tổ đội luôn. Nên là Khải không cần cắn bên này. Thì ok, bây giờ Khải sẽ cắn đầu tiên đó là Thiên Sơn này. Quá tửu này, cho tem này. Rồi cái này được cá nhân nhiệt đồ này. Rồi bên kia sẽ cắn một cái bông đỏ. Bông đỏ này. Rồi cá nhân này. Rồi Thiên Sơn. Rồi ok. Đã cắn xong con kia, bây giờ thì thả quýnh cho anh em xem nha em ơi. Và một con thì khoảng 20 vạn, 30 vạn thì thả những con nào nó gần cái hàng trước nữa mà. Có gần khoảng 10 mấy 20 con gần cái hàng lần. Nè con ngày 2 này. Rồi tiếp theo này. Ngày 2 này. Đó đẹp thôi chưa. Quá trời, người 2 gần hết hàng này. Người 2 nữa đâu. Rồi à, ok anh em xem thì đừng quên đỡ làm like chia sẻ cho anh em ơi. Và ở đây thì cũng em đọc bùa này, nó sẽ đứng phủ bùa này em ơi. Rồi bùa vô. Đó, vô bùa này đứng đấm thôi nè. Thầy Khả thì tắt auto đi. Tí nữa gần chết đã nhặt thôi, không cần đánh. Không đánh làm gì. Đó, đứng nó cho nó kẹp góc lại quất thôi. Đó, ok chưa. Đó, làm góc kẹp anh em ơi. Rồi giờ anh em cùng chờ đợi với đồ thôi em ơi. Nói chung thì lần này thì Khải xem khoảng tầm 30 con anh em ơi. Rồi anh em cũng đỡ xem thì Khải gần 30 con nữa nè. Đáng lý Khải nghe nến ông Linh nữa mà. Cái nến ông Linh thì cái Thiên Sơn nó có sẵn rồi. Nó không còn ăn anh em ơi. Đang cầm ngang máy dạng nè. Đồ quá nó quýnh chết rồi, mất toàn luôn. Không sao. Đợi bốn con này chết xong rồi Khải sẽ bói đồ cho anh em xem nha. Anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho bắt 46 lần xem lên bài bắt xanh này. Đừng một like chia sẻ ủng hộ chơi rồi. Khoảng hơn 100 like. Khải sẽ tiếp tục ra những video bắt 47, 48, 49, 50 cho anh em xem nha. Một lần thì tương đương khoảng tầm 30 con cho đến 60 con anh em xem. Ở server này thì biết sao nè, gom rất là khó, để một lần có thể đánh một rương rất là khó. Tại vì nó có thời hạn rồi nè. Hôm trước hãy gom gần 3 mấy con là mình hết hàng mất 5-6 con, rất là uổng nè mà. Cứ một con 200 xu thì mất khoảng 1 cam máy thì còn mất khoảng tầm gần 200.000. Mất khoảng tầm 200.000. Hôm trước có một số anh em donate Khải để làm những video lần bài boss xanh như thế này á. Thì hôm nay coi như Khải trả bài cho anh em nha mọi người ơi. Và những anh em nào thường xuyên ủng hộ thì đừng quên like và chia sẻ ủng hộ video này nhiệt tình anh em ơi. Tại bây giờ thì đang có 2 con thổ. Ôi, 3 con thổ luôn rồi. Mấy con thổ này đánh hơi lâu nè. Thí Yên đánh hơi lâu. Rồi, chuẩn bị lâm tiên. Chuẩn bị lâm đô. Rồi, đem đọc bút vậy. Cầm cái con thổ không bằng. Ok, được rồi. Người lâm đô này một lần tầm 4-5 con như thế này là ổn em à. Trên ngựa, nhặt tất cả. Rồi, chuẩn bị nhặt đồ. Một cái kích vãi chướng. Một con thổ đúng một cái kích này mà. À, hai con thổ này hơi lâu, thả thêm vài con nữa. Nó hết hàng đâu, hết hàng đâu. Ngày 2 hết hàng này. Thả mấy con ngày 2 xấu giờ mấy nè. Đó, gần hết hàng này. 1 nè. 2 nè. Rồi, vô. Vô, 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 vô. Để kéo nó vô à. Đây, vô đây, vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Kéo nó vô đây, vô đây, vô đây. Rồi, thả cho bó thử được gì nè mày. Một cây vũ khí, một cái nón, hai cái nón. Úi giời ơi, gì đây. À, cây lôi này, mày ra lôi sắc nổi cong này nọ là ngon nè. Ui, à, cây hỏ. Sốp. Nón lôi, sốp. Rồi, sốp. Ba món. Anh hai con được ba món nè mày.
khá là chua, khá là chua, không hề đơn giản xíu nào. À, nhưng thiếu một cái bùa độc sát. Ok, quên cái bùa độc sát. Đó, âm kháng độc này, đây này. Lên độc sát nó bút cho nó lệ. Đó. Tầm này cầm đao độc sát nên đánh khá là nhanh nè. Hôm trước không cầm đao á, nên đánh chậm và chưa. Này tóc độc sát nên nó đánh khá là nhanh. À, để giao dịch cho nó ít đại lực với phi... Ồ, không có phi tóc. Bút cho nó cục đại lực này. Rồi, lên là lực đánh là sướng rồi nè. Đó. Còn khoảng tầm gần 20 con. Anh em nào mà cảm thấy thích cái bát này thì đừng quên kích ngay vào nút like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Ủng hộ mạnh thì Khả sẽ tiếp tục những cái lệnh bài boss cho anh em xem nha. Cố lên, cố gắng tìm siêu phẩm anh em ơi. Cố gắng tìm siêu phẩm ở những cái mục vật phẩm như là boss kim này. Bút kim này nọ thì ngon nè. Bút kim thì cái tóc vũ khí này nọ thì lại có tiền nè. Còn này hai con thổ, mấy con thủy. Thủy thì tầm này chỉ có những cái vũ khí như chống 40 thì cũng được. Chống 40 cái vũ khí có tiền này. Hoặc là nhẫn. Nhẫn ở lần này thì Khả thấy đánh cái nhẫn không ra nè mày. Nhẫn chắc là những con boss dương lịch này nọ mới có nhẫn này. Hai nón chó 20 số. Hai con thổ được gì đây? Hai con thủ cũng được gì đây? Cuối hạng. À, trong thời gian gần chất khải thả tiếp con, tiếp tục theo. Một nè. Hỏa. Hỏa. Hỏa kim, có kim nha. Rồi. Trời ơi, ba con được, hai con được mấy món trời. Khá ít đây mà, khá ít đồ. Rồi, tiếp theo. Nói chung ở lần này thì xanh đồ với lại vũ khí nè mà. Còn những cái boss xanh này ra vũ khí nha nè. Khui. Chóng 20 cái này thái xốp. Này cũng xốp luôn. Không có gì để đáng cỡ. Ôi chóng 40 lâu anh. Thời gian chúng đọc 40 nè. Xốp. Chúng đọc xốp. Thổ mà ra này là to nè. Trời áo không phục hồi cũng to luôn. Xốp. Rồi à, xốp hơn to nè mày. Khá là canh nè mày. Sang những món đồ này thực sự là rất là khó. Rồi đây những trang bị ngon lành nhưng phải đơn giản không nè. À, tiếp tục họ chết nè. Một cái nón. Trời. Họ mà ra cái nón thì chắc không ăn thua rồi. Nếu mà là chậm 40 thì cũng không có bao nhiêu tiền cả. Rồi có con nào còn hết hàng nữa không? Đây. Con này qua ngày 3 hết hàng nè. Ngày 3 hết hàng nè. Chúng là đánh lần lượt những con nào hết hàng đánh trước nè mày. Thổ, thủy, kim, mộc. Rồi vô. Siêu phẩm nào. Đồ. Ở server này thì một con khoảng tầm 200 xu nè. Một con khoảng tầm 200 xu. 30 con thì khoảng tầm 6 kim. Là ít tiền vạn. Ôi. Đặt áo vậy trời. Kim mà đặt áo này thì to rồi. Kim mà đặt áo cà sao thứ 5 thì to rồi. Kim mà ra áo thứ 5 là to này, to này. Đến thủy này, thủy là cái vũ khí này. Mà còn đang ngày 3 nữa. Trong đường nào cũng thả hết thôi nè. Chắc chắn thả hết trong video ngày hôm nay. Kim. Ngày 3 nè. Kim, rồi hai con kim này, em nè. 3 nè. Thủy. 3 nè. Rồi. Rồi, vô cho nó quen bù, vô cho nó quen bù. Vô bù. Ở đây. Vô đây, đúng rồi. Cho nó quen bù ở đây. Rồi đây nhặt đồ nè. Lâm. Ok, con nào chết nữa không? Ok, bỏ đồ nhanh đỡ chặt chỗ này mà. Rồi anh em cùng xem ở lần này thì được món đồ gì nha anh em. Chón 20. Áo kim shop. Này con kim mà ra đúng một cái áo nè. Shop luôn. Shop. Áo thủy, rồi, shop. Shop. Tay chón như 120. Chứ ai cần cho anh em. Rồi, tiếp tục. Nói chung thì Khải cũng ráng muốn xem được bánh đỡ đánh cho nó cao cao ngon tí mà tìm không ra nè mày. Đại này thì chỉ có mới 11 thôi. Đó, hai món khá là cao. Còn lại hai món kia tìm chưa ra.
Rồi bên này thì điểm Phúc Duyên thì Khải cũng trang bị cho nó thuộc hơn 5k thôi nè. Nó 5k1 thôi. Rồi vô, khui, hai bao tây. Hai bao tây. Đây nè. Nói chung nhiều anh em có thể nói là điểm Phúc Duyên càng cao càng tốt. Rồi những anh em bảo là danh vọng này nọ, nói chung là cái nào cũng cần cả nè. Nhưng mà chủ yếu là hên xui là chủ đạo. Ôi, một cây vũ khí kim nha, một khai vũ khí kim nha, vô. Bỏ nhanh, đợi chặt chỗ nè em ơi. Một cây vũ khí kim. À, có một cây vũ khí nữa nè, mà xuống lầm á. Một cái báo tiêu kim. Đó. Hai cây vũ khí kim nha anh em. Hai cây vũ khí kim nè em ơi, trước khi vô bãi đồ thả thêm con hai con nữa nè. Hai cây vũ khí kim. Một mộc, một thổ. Rồi, vô. Bỏ ra tính sau. Kiếm cái tóc sát thương các kiểu ai. Nón kim này, shop này. Nón kim, sinh lực thấp quá. Shop này. Tây kim, shop này. Tây thủy, kháng hỏa. 120, thông pháp 16. Trời ơi, thủ lý 4 điểm trời. Úi trời. Ra cũng phòng thủ lý cũng êm đấy mà thấp, phòng thủ thấp quá. Sinh lực lực. Ôi, sát thương lấy 10 năm ơi. Có sát thương nhưng mà thấp quá, không có tóc. Rồi, bên sát luôn. Số tuần tập. Xuống lầm thêm gì đây. Một áo, một nón. Hai cây, hai món kim mà không có, hai cây bót kim không có gì. Một kim, một hỏa. Ok. Một kim, một hỏa vô đây. Kiếm một hỏa. À, đã bó đồ rồi nè. Khui. Sốp. Sốp luôn. Chung không có món gì xài được luôn nè. Tổng 20 cái này. Thiệt, sinh lực lượng chả cái gì luôn. Khá là cùi. Rồi, ra thải hết mấy con này đi. Ba con này nữa, dứt thêm 2, 4 con cuối cùng nha nè. Ờ, hiện tại đang còn 4 con, Anh em đang xem bắt 46 xanh lượng bài báo xanh này đừng quên kích ngay nút like ủng hộ cho anh em ơi. Nếu như anh em có đam mê những cái bát xanh bát như thế này thì đừng quên kích ngay nút like ủng hộ mạnh rồi Khải sẽ tiếp tục ra những video tiếp theo anh em xem nhé. Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều và đừng quên kích vào nút chia sẻ mạnh nha anh em ơi, mạnh nha. Hiện tại đang còn 5 con cuối cùng. Tại nói chung đánh thì trong vòng thời gian khoảng tầm 15 đến 20 phút là xong rồi nè. Vấn đề là đổ nó như thế nào chứ còn thiệt sự đánh thiệt sự là quá nhanh. Đó mà Khải thả nhiều nữa thì nhanh nữa nè. Thả nhiều thì nhanh nữa. Đây Khải thả lấy nhất lần 4-5 con thì cảm giác khá là nhanh luôn. Chủ yếu đồ đạc ra sao thôi. Khui này, một cái đao nè. Cho cái đao hợp thủy kìa. Phải rồi phải thủy không ta. Rồi, hình như là đao hợp thủy phải. Khui thêm hai con nữa. Mọc thổ, cho toàn thổ không này mà. Thổ không. Lầm thêm mấy con này nữa rồi cho bói. Một con gần chết, hai con gần chết. Lần này có một kim nữa này. Kim chết này. Lượm cây vũ khí rồi. Vũ khí. Cây vũ khí nè. Vũ khí nè. Trời ơi. Kim chấp là toàn gì đâu không vậy. Rồi. Thổ rác. Rác không nè mày. À giờ bói cho anh em xem. Rác không à. Thấy hai kim mà toàn áo không. Sợ quá sợ trận. Sốp nè. Trời ơi. Mấy cái áo kim chả cái gì luôn. Tiếp tục nè. Kim nè. Hỏa nè. Hỏa nè. Hai cái áo hỏa chả cái gì. Trời cái vũ khí. Sốp luôn. Tưởng kim chứ. Rồi sốp luôn. Không có món gì luôn em ơi. Rồi tiếp tục. Khá nó nhỏ. Đâu mà nói chẳng boss thì thiệt sự là rất là hên xui nè em ơi. Ba con cuối cùng đã xong cái này. Khải ba con cuối cùng đã xong nha nè. To này. Cố lên. Còn đây ba con và ba con trong người nó số con cuối cùng liệu có gỡ được hay không anh em ơi. Một một mộc hai thổ.
chết một con hai con được, khả thả thêm anh em ơi. Khui hạng mọc sổ hay nón. Thả tiếp này. Mở hỏa. Thổ. Trời ơi, thả thùng thổ không ta? What the hell? Thùng thổ không? Thả thùng thổ thôi. Thổ thì những trang bị thì làm gì có thổ nào ngon trời. Vũ khí thiệt sự cũng không có gì ngon luôn. Nói chung thả mấy boss này chỉ mong ra mấy hợp kim thôi. Tóc sát thương và hợp kim thôi. Khó. Không được cái đồ. Sống này Khải còn một con boss dương lệnh nữa. Được Khải lên trên kia Khải xả con boss dương lệnh thử đánh được gì nhỉ anh em. Còn con boss dương lệnh đánh luôn nha rồi. Đỡ hết hàng cũng vậy. Sống này Khải lên chỗ khác đánh boss dương lệnh xem. Tính ra cầm cây tốc độc sát đánh khá là nhanh nè. Chứ mấy hôm không có tốc độc sát đánh chậm vãi nồi. Công nhận tốc độc sát nó đạt móc đánh nhanh. Quá nhanh. Rồi, xong xuôi 30 con đây mà. Không biết được gì không này mà toàn rác và rác không à. Có vẻ như họ chết trước rồi. Họ giống mộc. Thổ khá là lâu. Có cây họ có cây vũ khí làm gì đây. Cây vũ khí tầm này không yên thua nè mày. Họ làm chậm 40 không yên thua rồi. Mày ra chón 40 thì mày ra có tiền nè. Còn chậm 40 tầm này rất là nhiều. Cây vũ khí chón 40 điếm trên đầu ngón tay vậy. Khui nè. Áo phục hồi 10 số. Nón số. Trời ơi, đai lưng không có phòng thủ. Nón số. Áo số. Trời, không được làm chậm 40. Rồi số luôn. Được cái đai đỡ kích đồ này mày. Đai thông pháp 15 và kích đồ. Kích thông pháp cũng được. Rồi hai con cuối cùng. Ủa gỡ giống cây loài sắt nội 3 con à. Trong góc là 3 con à. Gỡ cây loài sắt nội công 190 mấy là có tiền thôi nè. Cái con tầm 120-130 thì khá là rẻ. Tại tính ra thì ở cái bát này ra đây khoảng tầm gần 10 kim nè. 30 con với lại ít tiền dạng. Tí nữa quốc thêm con bất tất nhân lệnh là tốn thêm kim hơn nữa. Có thể là video này gần 10 kim. Đỡ xem con bất nhân lệnh nó ra được vào lắm một tịch tại tiệt kinh hay không nha nam. Cơ hội vẫn thì có đấy. Cơ hội vẫn ra vào lắm một tịch tại tiệt kinh đấy. Như là trang sức. Trang sức đồ khá là đẹp mà không biết hên xui nha nam. Khởi cho mua cho nó cái túi tớ rồi. Thế nhiên là không có túi tớ yếu rồi. Yếu rồi. À, ok. Vô. Tiền có rồi. Gỡ gạt này. Mà mấy cái này vũ khí thổ lòi khó lắm. Hai nón thổ. Là đánh này được 18 phút rồi. Hai con cúng cùi.
Thôi đánh lâu quá. Thổ kỳ họ thì đánh lâu phải trưởng này mày. Có 3k, 4k này, giật đam được 5k, hơi ít. Và hiện tại bây giờ thì nói chung thì năm mới không gì hơn anh em à. Và đã sang năm 2023. Dư Khải kính chúc anh em và cũng như là gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc nha anh em ơi. Ok nha mọi người ơi, và video này có thể sẽ kết thúc ở đây. À quên, trước còn một con bot nữa, Khải sẽ đi sang tiếp một con bot cho anh em xem. Thì mong anh em đừng quên luôn luôn ủng hộ Dư Khải nha anh em ơi. Và sẽ cố gắng làm những video tiếp theo cho anh em xem nha. Bây giờ Khải bó cái đồ này xong rồi chúng ta đi tiếp tục một con bot nhân lệnh nữa là xong. Kết thúc cái video ngày hôm nay. Khui hàng áo thổ không phục hồi shop, nón phòng không băng chúng độc shop, lôi sắc ngồi con 2 điểm shop, nón shop. Rồi tạch anh em à, tạch toàn tập anh em ơi, không có món đồ nào mà có thể xài được, chỉ là những món như là kích đồ sơ sơ thôi. Ok bây giờ Khả sẽ lên môn phái ngày mi tiếp tục. Khả sẽ quất còn boss dương lịch nha nè. Khả sẽ đánh trên này để cùng xem thử trên này đánh được không nha em. Liệu một con thiên Khả sẽ đánh nhanh hay chậm em cùng xem thử nha. Tại vì Khả có một thiên thôi nên là trên tình hình thì cũng đỡ xem thử nhanh hay chậm nhưng chưa biết được. Ai xa xa cái này không lên được rồi. Ô đồ đánh trên này không lên được nhiều ạc thì lấy như búp bùa được ta, khó dữ. Ok em ơi, sau một hồi tìm được vị trí thì Khả thả nó ngay vị trí này em ơi. Đồ khá là chua nữa. Đánh này biết khi nào chết mà cảm giác rất là khó nè. Bùa đầy đầu đây, giờ chỉ việc bụp nó thôi em ơi. Đang mới có 17k, biết khi nào chết đây. Biết khi nào chết ở đây nè. À còn bùa nào nữa, ráng bùa nữa. À, bùa ông thủ lý, kháng tất cả, kháng băng, kháng độc, thời gian rút độc hết rồi. Tầm này mấy bùa này hết bùa rồi. Nếu bùa được trúng nó chưa ta. Thằng nhát lên chậm dưới trời. Trời kéo nó xuống dưới này, quên nó cái bùa rồi. Kéo nó xuống dưới này, quên nó cái bùa rồi. Rộng quanh cái bùa ạ. Cảm giác không có bùa nè mày. Cho sâu hình ở dưới mình nữa coi. Đó, con sâu. Có vẻ như chưa dính được bùa nè mà. Chưa dính được bùa nó hay sao. Đặt hãy dụ nó qua này đi. Ở góc này không bùa được ta. Mấy quái thương bùa được con này. Không ganh bùa nó trên đầu nữa ngân coi. Cứ như là không có bùa ấy, đậu sao? Có mười mấy ca biết nào mà chết. Đúng rồi, bị lách bùa này mà không dính bùa rồi. Cho nó xuống này cho nó miếng bùa. Vô bùa, rồi đấy. Úi trời. Đóng một. Rồi, ok, đã dụ vô góc anh bùa này mày. Bây giờ anh bùa đâu đâu là quốc hơn nè. Anh bùa tầm này đánh ngon nè. Đó. Đó, ít nhất phải lên đam như vậy chứ. Nãy lên đam chán, lâu lâu lên được 17.000 viết nào lên đam, viết nào chết vãi nè. Rồi, ok. Hôm nay thì anh em cùng chờ đợi xem thử ra được gì nha anh em ơi. Nhưng boss này thì có thể ra được vào lắm một tịch tại tiền cưng. Thì đó là sự may mắn anh em ơi. Và bây giờ anh em cùng chờ đợi gần chết thử ra gì nha anh em. Đó, hôm nay thì vô bùa ok đâu đó là những việc đợi nó chết anh em. À, ok anh em ơi, máu vàng anh em ơi. Chắc khoảng tầm 5 phút nữa xong con này thôi. Có thể được gì nha. Con này là tiền đánh chắc nó cũng giống như những con boss tiểu ở những server khác thôi. Chính là trang sức nè, rồi với lắm một thịt tại kinh à, tinh hồng thì tinh rồi lai hán các kiểu này, nó không giống như một tiểu bình thường nó theo khẳng định là tại vì là con này làm tiên cả đánh luôn nè, bốt dương lịch thấy thế giới ra quá trời mà mình chưa đánh lần nào này, đánh thử ôm anh ngon anh không này. Nào chuẩn bị khui bót năm ơi. máu đỏ Ui. Là món ngon ngon này. Vũ khí không biết cái này ra vũ khí không nữa. Ui. Ui ha. Lượm tiền. Có được gì đây? Tại vì cân vào lắm một tật lại, kiếm chút lại.
Trời ơi, hết bên nào bên kia rồi. Kiểu như hết chậm ba chưa. Hết bên nào bên thứ yên rồi em ơi. Không sao, gần chết rồi. Chết chưa, chết chưa. Phô gì muốn bình máu nữa quá. Ủa sao nó trắng mà không thấy chết kìa. Chưa chết. Ơi, lại nè. Chưa chết cho tao mày. Con này đánh chắc khoảng tầm 10 phút rồi nè. Đấy, phải chỉnh đổi thời gian khoảng tầm 10 phút rồi nè. Cái cách ghép, cái cách ngắn cho anh em xem nhé. Thật sự đánh con này còn 10 phút rồi nè. Chết nè. Đây, làm thì tin. Vãi chứ. Được một làm thị tinh khoảng 150 xu. Hai ba la hán khoảng 40 xu, 60 xu. Chung cũng được nè, thu lại ít cá nhân mà còn bằng hỏi này nọ cũng ngon. Nói chung ok, cái này chắc đỡ mua sang chơi cũng được nè, lấy top 3 cũng ok. À, ok, bây giờ thì Khả sẽ đưa về đi cho anh em ơi. Và anh em xem like bắt 46 này thì đừng quên đó lại cho Khả một like, chia sẻ ủng hộ chơi nha anh em ơi. Và xin kính chúc anh em một năm mới tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc nha. Bye bye.